Thì đi du lịch này nói chung ra tốn tiền cũng rất là nhiều, chi ra cũng rất là nhiều, cũng gần trăm rồi đó nha cả nhà. Nhưng mà đi thì đi, nhưng mà nhà vẫn hoạt động bán bình thường, vẫn phục vụ chân gà rút xương, bò viên, trà tắc. Thì nhà thi chỉ có là nổi tiếng thì nổi tiếng gỏi, nhưng mà đặc biệt là trà tắc rất là ngon. Phải không em? Em đây là mấy năm, quen mấy năm rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi, quen từ lúc mới mở quán luôn á. Thật ra là đi du lịch đó là nó sẽ có hai cái chiều hướng. Một cái chiều hướng là đang bán đông quá mệt, hai nữa thì đi không dám đi uổng quá trời, đi uổng tiền thì đi mắc doanh thu bán nhiều đó. Thứ hai ba nữa mướn nhà, thuê nhân viên phải trả tiền, đi cũng phải trả tiền nha mọi người, đi cũng trả tiền nhân viên chứ không phải đi là nghỉ trả đó, cho nên nó tốn phí nhiều. Có cái coi nó mới vui, mới hấp dẫn để mới thu hút được khách hàng đó. Thu hút khách hàng là nhờ Thi đi đây đi đó, với lại xem những lịch sử của Thi về cuộc sống này nọ, ăn uống mua bán kinh doanh, bất cứ những trường hợp mà làm việc cuộc sống hàng ngày thì Thi lúc nào Thi cũng quay cho tất cả anh chị em xem. Thì đi du lịch này nói chung ra tốn tiền cũng rất là nhiều, chi ra cũng rất là nhiều, cũng gần trăm rồi đó nha cả nhà, gần trăm rồi. Nhưng mà nói chung ra là đi thì nhờ quay lại được cái clip để ảnh kỷ niệm lại cho tất cả bà con cô bác nào mà chưa từng đi Hàn Quốc, mà chưa có con gái để gả đi Hàn Quốc đó. Nhưng mà lịch sử Hàn Quốc thì nó cũng có nhiều cái xu hướng lắm. Xu hướng ngày xưa thì thích nhạc Hàn Quốc đó, không biết nhạc Hàn Quốc gì đó, mà lúc đó 2004 á tôi thích nhảy nhạc Hàn Quốc. Với lại là ngày xưa ai có con gái hay gả đi lấy chồng Hàn Quốc đó. Với lại hả, làm công ty ở bên Hàn Quốc. Tại vì Thi may là có một cái là Thi nổi tiếng lên, cái Thi bán được luôn, Thi hốt cái thời Thi đó. Thời ai nấy tới thì cờ ai nấy phất, mà Thi cờ thời tới thì Thi phất lên luôn đó. Thi phất nhanh luôn, cho nên là Thi đỡ con cái chém thôi, rồi Thi cũng đi làm nơi đây nơi đó rồi. Chứ nhiều khi Thi cũng đi làm mướn bên Hàn Quốc nữa có thể đó. Nói chung ra mình không biết được cuộc sống mỗi ngày, thì bữa nào mình vui mình tính đó ngày đó vui, ngày nào tính ngày đó. Cứ bữa nào mình thấy làm có tiền cái mình vui, và mình ăn thoải mái, uống thoải mái, và mình thay đổi đời mình được, cái mình thấy cuộc đời mình cái nó sẽ tốt hơn và nó sẽ vui hơn. Với lại mỗi ngày động lực của Thi thì thấy được trai đẹp đây, anh vô đây nè đây. Đó, mỗi ngày thấy được mấy anh trai đẹp vô đây kêu gọi ăn đó, trai đẹp nhiều, với lại ôm được trai thì thấy có cảm giác nhiều hơn, với lại là có động lực nhiều hơn. Và ôm được trai cái bắt đầu cái đầu của mình nó thoải mái và nó hưng phấn hơn. Có vợ chưa? Có người yêu chưa? Chứ không phải là chị là người yêu hả? Chưa có luôn hả? Trời ơi. Vậy hả? Thích em lắm hả? Ở ngoài đó, biết em lắm hả? Xem trên Facebook. Chứ em coi YouTube em hả? Xem trên live stream thôi. Nhưng mà ở trong Bắc mới vô đây luôn. Nhưng coi em thấy vui không? Ở trong với ngoài khác nhau không? Hay dễ ở ngoài dễ thương hơn, không ăn ảnh nhưng mà em ăn người thì được. Em thích ăn người à? Ngon hả? Trời ơi, nghe nói chai Hà Nội ngon lắm, nhưng mà Thi cũng muốn thưởng thức đó. Để bữa nào tìm anh để thưởng thức mới được, coi mùi vị nó ngon cỡ nào dữ vậy. Rồi, số em anh biết quá trời. Vậy hả? Cảm ơn chị nha, chúc chị gieo vui vẻ. Rồi sau đây thì nãy giờ Thi tiếp xúc được tất cả các khách hàng. Thì 100 người đến quán nhà Thi thì 100 người 10 ý. Thi thì nói chung ra mua bán kinh doanh thì chủ yếu là mỗi ngày kinh doanh theo cái vị trí của Thi. Về còn cái việc mà giống như là mỗi ngày phát triển thì do cái lý trí của mình thôi, làm việc mỗi ngày. Còn cái sự yêu mến Thi làm việc mỗi ngày thì mọi người yêu mến Thi, Thi biết là cực, cực nhiều. Với lại mọi người thấy Thi mệt nhiều cho nên mọi người yêu mến. Thì Thi cũng yêu mến mọi người, thì thay đổi lại những cái khác. Cái khác là cái chia sẻ cuộc sống, cái chia sẻ về đi chơi, cái chia sẻ về cách sống. Tại vì sống ở thành phố này tiền trao cháo múc đó. Có tiền thì có tất cả, nhưng mà khi không có tiền thì sống nói không ai nghe hết trơn á. Cho nên khó lắm. Tại vì Thi có rồi thì nó dễ, và để Thi ai cũng biết rồi. Còn nếu mà mọi người sống mà mở quán mà kinh doanh khơi khơi vậy thì khó lắm, không phải dễ đâu nha mọi người. Đủ thứ tiền hết. Với lại là kinh doanh thì mỗi ngày càng phát triển. Tại vì lúc đầu mua ít ít à, nhưng mà từ ngày bán cái có tiền cái mình mua lên, cái mình tăng lên cái cấp độ của mình, cái bắt đầu cái nó càng ngày càng mạnh hơn và rộng rãi hơn. Với lại là những cái vật chất thì nói chung ra thì thay đổi theo từng chiều, từng hướng. Tại vì phải cần mua. Chứ lúc đầu qua đây cũng không có gì hết trơn á, lúc mà khai trương cũng đâu có gì đâu. Nhưng mà tại vì bán mỗi ngày thì có nhiều người ý này, có nhiều người ý kia, thấy cái nào hay thì lấy, cái nào không hay bỏ qua đó. Còn mà ví dụ mọi người có ghét Thi, có thương Thi hay có buồn Thi thì Thi cũng vẫn vui bình thường thôi. Thi là 3D. Lúc nào Thi cũng vui, vui là chính, dính là chui.
Nói chung ra là gì? Vui là được. Cứ mỗi ngày miễn sao là để ý câu chuyện hay, vui là chia sẻ đó. Nói chung ra sống trên đời, làm việc tốt, không hại ai, không ghét ai, không ganh ai, thì trời sẽ ban cho mình cái khác. Chuyện làm giàu thì nói chung ra làm sống tốt thì sẽ giàu là chuyện bình thường. Còn thời thì đến thì mình sống càng có tốt, có tâm nữa thì mình càng giàu thêm. Nói chung ra là khó hết thời lắm, 4 năm mà vẫn có thời. Nói chung ra khó, bởi vì thì mới gắng cố gắng kiếm tiền để thi đi từ thiện đó mọi người. Để sau để bán đắt hơn nữa. Mà thật ra qua cái nhà này bán đắt gấp 3 lần nhà cũ nha. Bán đắt gấp 3 lần nhà cũ. Thì Thi nghĩ là sống mỗi ngày chủ yếu là vui thôi. Bởi vì mọi người thấy Thi trẻ không? Thi trẻ, Thi xinh đẹp không? Càng ngày càng xinh đẹp tại vì mình yêu đời, mình thoải mái. Mình đâu có ghét ai đâu ra, mình để mất công trong lòng chi, cứ ngày nào mình vui là được. Mà thật ra thì ít có để chuyện trong đầu lắm nha. Cứ ngày nào thì thấy vui, cái cuộc đời thì nó thấy thanh thản. Và với lại là Thi hay đi từ thiện á, là Thi thấy cho rồi cái nó vui hơn nữa. Mà Thi càng cho thì càng làm được. Đó, nói chung ra là vậy thì mỗi người mỗi sở thích, mỗi người mỗi ý. Thật ra là lúc đầu á, mọi người mới biết Thi, mọi người cứ nghĩ là Thi làm chuyện này, chuyện kia, chuyện khùng, chuyện điên. Để câu khách, câu view, không có đâu. Tại vì mọi người không biết á, từ từ thì mọi người biết, giờ 4 năm mà mọi người biết hết rồi. Cho nên là mỗi ngày có cái gì Thi chia sẻ hết rồi. Chỉ có một cái là Thi ngủ ở trong giường với chai, mọi người chưa biết thôi. Còn nhiều là mọi người đã biết hết. Thì bây giờ không bao giờ quên chia sẻ những món ăn và câu chuyện. Chân gà rút xương 130.000 tặng một ly trà tắc. Một ngày bán 3 tủ. Đây. Đây, chân gà rút xương. Thì trứng gà rút xương nhà thì mọi người cũng đã biết rồi nha. Thì 130.000 tặng 2 khăn lạnh và 1 ly trà tắc. Ví dụ tất cả anh chị em mua về nhà không ăn hết, để vô tủ lạnh 4-5 ngày. Hoặc là mua bia, mua rượu về tối rủ bạn bè lại nhậu. Nhậu tê tê, tái tái, quất 2-3 cái. Thật ra là ở tại quán đông quá, mọi người chủ yếu vui, mọi người ăn không được. Khi mọi người mua về nhà ra bờ đê, hoặc là ra ruộng, ra rẫy, mọi người ngồi chơi típ liều lý tưởng. Mọi người sẽ ăn một hộp trứng gà, mọi người kéo bạn lại một cái, trời ơi nó ngon. Kể về vấn đề chuyện nhậu thì mới nhớ tới chai. Mà có chai nó rủ mình đi nhậu thì mình mới đi. Nhưng mà chai nó phải mua cá lóc, mua rượu về, mà đặc biệt không biết nhậu nữa. Mà chai nó cứ rủ mình: em ơi nhắm môi, nhắm môi, nhắm tới nhắm lui, em say luôn. Em không biết say rượu hay say anh nữa. Thật ra không biết uống rượu mà nhắm tới nhắm lui. Em say, em nằm ngã ngửa. Thôi bây giờ em đi vô đâm gỏi, mọi người hãy đợi Thi trong giây lát. Rồi sau đây Thi sẽ đâm gỏi xong rồi thì Thi sẽ đi ra ngoài gặp được khách hàng ngoài đường. Thì bữa nay là chuẩn bị là ngày cuối cùng rồi đi rồi. Cho nên là bây giờ nhà Thi vẫn bán hoạt động phục vụ tất cả anh chị em nào mà không được coi trên mạng. Đến đây cũng có ốc bu luộc mà ăn. Đó, với lại nước chấm. Thì phục vụ tất cả anh chị em mọi lúc những món ăn. Thì tất cả anh chị em đến quán nhà Thi không bao giờ thiếu các món ăn, thì khách hàng cũng đã đến đông. Cho nên là tất cả anh chị em đến quán nhà Thi á, thì tất cả anh chị em nhớ nha, gửi xe phía bên đường. Đây là cái nơi đường mà mình để gửi xe. Thì nó sẽ có hai cái cửa gửi xe. Thì cái cửa bên đây á, để gửi xe là tất cả anh chị em để xe bên đây. Hoặc là đầy quá cái mình qua bên đây. Đó. Thì để gì là tất cả anh chị em cũng đã biết rồi đó, đến đông quá. Thật ra mọi người không biết đâu, tại vì kinh doanh nhiều quá, mỗi ngày cái đông quá bắt đầu cái mình mệt á. Cái mình không có được tiếp xúc với khách hàng, với lại mình không có được theo dõi khách hàng cho lắm. Với lại phục vụ tất cả anh chị em không có được tốt cho lắm đó, mọi người thông cảm. Ở đây là cái đồ, cái thùng của Thi nè, hút nóng. Thi đặt ở bờ làm mới to nè, bây giờ Thi đem qua đây thì để ở phía sau để cho nó hút ra ngoài đường. Đó. Cái này cũng hết 20 triệu nhưng mọi người làm để cho nó hút, có cái máy bự lắm. Để cho nó nóng quá, mà thật ra thành phố này nóng thiệt. Và đặc biệt cái nữa thì tất cả anh chị em đến quán nhà Thi phục vụ có nhiều món, đó chính là cơm cháy trà bông. Thì cơm cháy trà bông á, thì tất cả anh chị em cũng đã biết cái này nha, rất là ngon luôn á. Thì nhà Thi á, có bán đó chính là cơm khô cá lóc một nắng. Thì rất là bán đắt luôn, thì tất cả anh chị em nào có thể là mua về quê ăn. Hoặc là mình nấu nướng này nọ, nấu cháo này nọ ăn đó. Thì có thể là mọi người đến quán nhà Thi nha. Và đây là nước sốt muối tiêu. Muối tiêu mà nhà Thi làm nè mọi người, muối tiêu chấm chân gà hay chấm ốc cũng được. Và đặc biệt là cái dĩa chấm này nè, là Thi để trên đây nè. Đây, hai dĩa đây nha mọi người. Thì làm như thế này đó, thì tất cả anh chị em muốn chấm nước nào cũng được, để dành chấm ốc, chấm ốc với lại cái gì ta, với lại chân gà rút xương. Mọi người muốn chấm cái gì đó chấm thì tùy theo khẩu vị. Với lại đây là khô cá lóc một nắng, thì bán rất là đắt luôn, cả nhà hãy ủng hộ Thi. 1 kg giá 201, mua về chiên ăn cũng được, nướng ăn cũng được, rất là ngon. Khô cá lóc một nắng nha cả nhà, Thi đổ ra cho mọi người coi nè.
nhìn thấy là thèm liền, nhưng mà không thèm nghe Thi quảng cáo là thèm. Đây, khô cá lóc một nắng thơm ngon nực nồng. Ôi rất là ngon. Đặc biệt bà con cô bác mà cũng như là yêu mến Thi quá đó, ủng hộ Thi cho có tiền á, có tiền nhiều quá để mua vàng á, thì mọi người, tại vì Thi phải bán những cái món này mới mua về được, mới mua được nhiều. Còn bán đồ ăn thì ăn tại chỗ à. Đó, thì cả nhà nào muốn mua về thì có thể mua khô cá lóc nha, đem về nướng chiên ăn. Chị ăn không? Kêu em hả? Gì chị? À, mua cá hả? Cá lóc đem về chiên ăn cũng được, nướng ăn cũng được. 201. Khô cá lóc một nắng này rất là ngon luôn á. Ví dụ mà mọi người đang sốt, đang cảm, cái mình đem đi chiên ăn chung với cháo rất là ngon. Thật ra là nhiều khi nói chung ra có nhiều món ăn để phục vụ tất cả anh chị em á, thì nó cũng đỡ tiện lợi. Lại nhiều khi mọi người muốn ủng hộ chị cho Thi mau giàu quá thì Thi phải bán nhiều món. Cái nhiều khi mọi người ăn một món cái mọi người nghỉ ăn. Gái mà kết bạn với Thi thì ít có kết bạn lắm. Trai này Thi vô Thi xem hình sơ ngang cái ngon cái bắt đầu kết liền. Có trai cái nó tạo cho mình cái cảm hứng và cái hưng phấn của mình lên á, cái động lực của mình lên, nó tăng lên, dâng trào lên. Giống như là cái cảm giác mà giống như là điện nó giật vậy nè. Thấy trai đẹp mà điện giật. Đó, thấy trai đẹp mà rung vậy đó mọi người. Khó diễn tả được lắm. Và mà được trai ôm cái nữa trời rung luôn á. Rung đầu gói luôn, cho nên là rung đầu gói là thấy trai đẹp cái rung vậy đó. Rung khó diễn tả được. Nói vậy thôi. Mấy chị mua đồ ủng hộ em nhiều nhiều nha mấy chị. Ở đây là nước nước sốt chấm bánh tráng trộn. Còn đây là muối Tây Ninh. Mua muối Tây Ninh về chấm xoài, chấm cốc ăn đi chị. Thật ra là Thi rất là vui được gặp tất cả anh chị em, bà con, cô bác trên mạng xã hội. Thì Thi luôn yêu mến tất cả anh chị em. Nhưng Thi quay qua cái con Maracan này Thi nói chuyện đi. À, bữa nay thì Thi... đây là mặt nạ đắp da mặt cho đẹp. Đây. À, chị nào mà có da mặt không được đẹp thì cứ thoa lên cái lớp da của mình. Thoa lên xong bắt đầu để 10 phút, 15 phút cái xé ra, lột ra. Có 150 ngàn à, Thi bán 200 mấy, nhưng mà Thi bán 100 mấy chục ngàn thôi. Còn có mấy chai, còn mấy chục chai bán cho hết. Đó. Còn cái này là muối cây, dầu thơm. Đây là dầu thơm Thái, Thi cũng đem nó Thái về luôn. Tại vì đi Thái chơi nó sẵn tiện đem về bán kiếm lời rồi ăn này nọ thôi. Đem ít ít là Thi không đem nhiều. Đó. Rồi còn em gái này thì ở đây đứng bán bánh tráng, mà bán bánh tráng hơi ế. Bánh tráng còn như đây nha mọi người nha, bán ngay cái ngày Thi đi là ok đó. Thật ra là bán cũng được nhiều. Thôi bây giờ khách cũng đã đông rồi, mọi người hãy đợi Thi trong giây lát. Sau đây Thi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em. Chúc tất cả anh chị em một ngày tốt đẹp, vui vẻ và an lành. Và sau đây thì Thi sẽ đi chơi và Thi sẽ quay clip cho tất cả anh chị em. Và mọi người hãy đón xem trên kênh của Thi mỗi ngày. Nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh cho Thi nha. Chúc tất cả anh chị em vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại chương trình vào clip ngày mai tại Hàn Quốc.